Chương 01 Đã từng vương giả quỳ cầu hoa tươi khen thưởng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 2020 năm ngày mùng 1 tháng 8 Hải lãng âm nhạc công ty Bảy tám cái tướng mạo đẹp trai tuổi trẻ ca sĩ ngay tại người đại diện dẫn đầu xuống biết rõ công ty hoàn cảnh Cũng tại bọn hắn quan sát công ty hoàn cảnh thời điểm Một trận thanh âm theo một cái trong văn phòng truyền đến Ta nói thẩm phi ngươi thật coi mình là lớn minh tinh a à. còn muốn mở một trận buổi hòa nhạc ngươi biết rõ một trận buổi hòa nhạc tiêu xài là bao nhiêu không thuộc về ngươi thời đại đã qua ta hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy còn có nhóm chúng ta hợp đồng đã đến kỳ theo ngày mai bắt đầu ngươi cùng công ty lại không bất luận cái gì liên quan làm một trận này thanh âm vang lên sau công cộng làm việc khu vực bên trong tất cả công tác nhân viên không khỏi đứng lên từng cái hiếu kỳ theo phương hướng nhìn lại mà ngay tại tham quan công ty hoàn cảnh bảy cái trẻ tuổi ca sĩ thì từng cái kinh ngạc thẩm phi thẩm phi chờ đã ta không có nghe lầm chứ thẩm phi đối với mấy người có thể nhận ra thẩm phi một màn này người đại diện không có một tia kỳ quái bởi vì cái này gọi thẩm phi người là một cái vương giả nói cho đúng là một cái đã từng vương giả thẩm phi 15 tuổi lấy sân trường ca sĩ thân phận xuất đạo, sau đó bị hải lãng công ty lấy giá cao ký kết thành vì công ty dưới cờ âm nhạc người. Công ty không có đầu tư vốn sai lầm. Cái này thiếu niên lấy kinh người tài hoa, sáng tác ra vô số bài ai cũng thích thịnh hành ca khúc. Vẹn vẹn 3 năm, hắn hỏa lược sân trường, hỏa lược một thời đại. Thậm chí, hắn chính là một thời đại nhãn hiệu, một cái tên là không phải dòng chính thời đại nhãn hiệu nhân vật lúc đầu dựa theo đạo lý này, hắn hẳn là càng ngày càng hỏa, đi đến hôm nay hẳn là trở thành thiên vương cấp bậc nhân vật. Nhưng công việc nguyện vì. Cổ có một câu, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Đồng dạng, đối với thẩm phi tới nói, hắn hoàn toàn có thể dùng trong lời này thuyết minh tự mình cả đời, thành cũng học sinh, bại cũng học sinh. Bởi vì hắn phan hâm mộ là học sinh, đại bộ phận vẫn là học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3. Cho nên tại cái này tình huống dưới hắn âm nhạc mặc dù bị vô số người lắng nghe nhưng hắn album lượng tiêu thụ không kém có thế lại kém mà bởi vì hắn âm nhạc quân chủ lực là trung học sinh đối với gia trưởng tới nói bọn hắn mỗi một cái cũng hy vọng tự mình đứa bé có thể đủ tốt tốt đi học mà không phải cả ngày nghe âm nhạc đọc tiểu thuyết cho nên đối với gia trưởng tới nói thẩm phi liền trở thành như là u ác tính tồn tại bị vô số các đại nhân ngăn chặn cùng phê phán cũng vì đây album bán không được xung quanh áp phích, Figer, cùng các loại ký tên minh tinh phiến, hắn cũng bán không được. Tại cái này tình huống dưới, đối với công ty tới nói, thẩm phi là thuộc về một cái bồi thường tiền hàng. Đối với thẩm phi cái này cá nhân tới nói, công ty tất cả mọi người cảm thấy, hắn là một cái sinh sai thời đại người. Trước đây hắn hỏa thời điểm, Internet thuộc về vừa mới khởi bước giai đoạn, cái kia thời điểm cái gì đều là miễn phí. Mà thời đại kia, Đối với Musician tới nói, bọn hắn ít lợi ở chỗ album lượng tiêu thụ, áp phích lượng tiêu thụ cùng xung quanh lượng tiêu thụ. Nếu như bán bất động lời nói, vậy liền mang ý nghĩa cái này cá nhân không đáng đầu tư vốn. Bởi vậy, lại đầu tư vốn 3 năm sau, phát hiện đầu tư vốn trên người thẩm phi ít lợi cũng không cao lúc, công ty quyết định từ bỏ hắn. Cũng chính là cái gọi là tuyết tàn. Mà bởi vì gánh vác hợp đồng Thẩm Phi không thể tự tiện tự mình công bố ca khúc, cũng không thể tự tiện tự mình đi tham gia bất luận cái gì thương diễn hoạt động. Một cái, hắn liền không có tiếng tâm gì 7 năm. Trọn vẹn thời gian 7 năm, hắn cũng không có tiếp tục thu mới ca khúc. Giải trí tin tức trên đã không có hắn bất cứ tin tức gì. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái tin tức cũng là rất nhanh mai danh ẩn tích. Cho nên, thẩm phi cái này hai chữ cũng triệt để trở thành quá khứ mà lại nói lúc này. Phòng làm việc sở dĩ sẽ xuất hiện thanh âm này. Hoàn toàn là gần nửa năm qua, trầm mặt 7 năm thẩm phi chủ động hướng công ty thổ lộ tiếng lòng. Hắn muốn dùng một trận buổi hòa nhạc, dù là đi theo đựng minh tinh đằng sau làm cái khách mời cũng tốt. Nhưng đối với hắn ý nghĩ, công ty nơi đó có người để ý hắn lời nói. Một cái nhường công ty bồi thường 3 năm tiền nghệ nhân, tại trong công ty làm sao có thể có quyền nói chuyện có thể thẩm phi lưu luyến không buông tha trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến công ty cho nên tại phiền phức vô cùng phía dưới rốt cục tổng giám đốc nổi giận trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên bởi vậy cũng có hiện tại một màn này cũng tại thanh âm vang lên sau không đến một phút một cái gầy yếu thanh niên chậm rãi đi ra khi hắn đi ra đến về sau nhìn xem toàn bộ công ty trên dưới tất cả mọi người chú ý tới mình về sau gầy yếu thanh niên cúi đầu trong tay cầm tự mình buổi hòa nhạc mẫu đơn mang theo cô đơn tâm tính từng bước một trời khỏi nơi này thẩm lão sư thẩm lão sư đi đến một bước này đúng là là tạo hóa treo ngươi a à. ai không nghĩ tới ta đã từng thần tượng hôm nay trộn lẫn thảm hại như vậy đưa mắt nhìn thẩm phi rời đi bảy cái đẹp trai thanh niên ca sĩ từng cái không khỏi cảm thán bắt đầu bất quá cảm thán không đến bao lâu người đại diện thì tiếp tục dẫn bọn hắn tham quan rất nhanh bọn hắn cũng quên đi cái này một chuyện vặt tình lại nói thẩm phi lúc này hắn đi ra công ty cửa lớn nhìn xem trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người hắn thật sâu hút một khẩu khí sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hải lãng âm nhạc công ty thật lâu ngóng nhìn phía dưới thẩm phi gằn từng chữ gặp lại cũng không thấy nữa câu này thanh âm rất nhẹ rất chậm nhưng lại mười điểm kiên quyết nói xong thẩm phi quyết đoán rời đi, tất cả suy sụp tinh thần quét sạch sành xanh, tự như là theo ngục giam đi ra, cả người cũng có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Nửa giờ sau, thẩm phi về đến nhà. Nằm trong nhà hắn lặng lặng nhìn lên trần nhà, cả người không đứng ở suy nghĩ. Sau đó không lâu, hắn có chút nỉ non bắt đầu. Tinh tế tính được, ta ngược lại thật ra ném đi người xuyên Việt đại quân mặt. Người ta người xuyên Việt, không ngoài một năm liền chế bá thế giới, ta xuyên qua trọn vẹn 10 năm, kết quả vượt trộn lẫn vượt kém. Trên thực tế, Thẩm Phi trên thân chôn giấu một cái thiên đại bí mật. Bí mật này chính là, hắn là một cái người xuyên Việt, Thẩm Phi vốn là một cái lang thang ca sĩ, trong ngày thường kim chức đi quán ba đương đương ở lại hát. Ai biết rõ một lần lớn hơn hào hùng, hắn trong lúc vô tình bị xe đụng phải, sau khi tỉnh lại liền phát hiện tự mình đi tới cái này thế giới song song. Đi vào thế giới song song về sau, hắn kinh người phát hiện cái thế giới này vui chơi giải trí cùng mình kiếp trước không đồng dạng. Cái thế giới này không có chu thiên vương, không có trận thiên vương, cũng không có chim cánh cục âm nhạc tam đại cự đầu. Đối với cái này, hắn lập tức hưng phấn vô cùng, bắt đầu bước lên một cái âm nhạc mộng. Lựa chọn bước lên âm nhạc mộng sau. Bởi vì thời đại này Internet bối cảnh thuộc về hơi lạc hậu tồn tại. Không có TikTok, không có microbong, không có từ truyền thông. Cho nên, tại một phen trầm tư dưới hắn quyết định trước tiên đem ngày xưa internet bạo hồng ca khúc hát đi ra sau đó đang từng bước đem những cái kia ai cũng thích thịnh hành âm nhạc hát đi ra sở dĩ lựa chọn dạng này bắt đầu cũng không phải hắn ngốc mà là hắn mười điểm minh bạch xã hội hiểm ác một cái vô danh không có tức giận ca sĩ nếu như sáng tác ra một bộ lại một bộ kinh điển ca khúc kết quả là cái gì trước tạm không nói hỏa không hỏa liền nói ban đầu thời điểm tuyệt đối có vô số người sẽ dùng các loại thủ đoạn đem hắn bản gốc ca khúc biến thành tự mình công ty bản gốc ca khúc một khi xuất hiện cái này tình huống thẩm phi chẳng khác nào cho người khác làm áo cưới coi như không có cho người khác làm áo cưới tại hắn xuyên qua thời đại kia âm nhạc thị trường dòng chính vẫn là một chút tương đối nghiêm túc âm nhạc cùng loại với thủy thủ đại hải ta tương lai không phải là mộng chờ đã dòng chính âm nhạc thịnh hành âm nhạc cũng không được công nhận cho nên nếu như cái kia thời điểm thẩm phi lựa chọn hát thịnh hành âm nhạc lời nói chẳng những sẽ không hỏa ngược lại còn có thể trở thành đám người trong mắt dị loại liền lấy hắn kiếp trước chu thiên vương tới nói ban đầu mấy năm hắn âm nhạc bị tất cả mọi người phê phán thậm chí liền công ty cũng mười điểm không ưa thích hắn sáng tác phong cách nhưng là hát internet ca khúc liền không đồng dạng Internet ca khúc ở thời đại này còn không tính giọng chính, ưa thích nghe vẫn là học sinh, cho nên không có cái gì công ty sẽ rơi xuống mặt mũi đến cướp đoạt. Mà sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đối. Ngắn mũi thời gian 3 năm, hắn liền trở thành hỏa lực cả nước sân trường đỉnh cấp ca sĩ. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Những này học sinh tiêu phí năng lực cơ hồ là thấp không thể lại thấp, cho nên hắn quanh năm cho công ty lỗ vốn. Một cái, công ty liền trực tiếp bắt hắn cho tuyết tàn 7 năm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.